Chào mừng quý vị quay trở lại với channel OVBIT. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời giữa nhiệm kỳ, ai sẽ kế nhiệm? Nhiều chú ý đang đổ dồn vào Chủ tịch nước Tô Lâm. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng OVBIT phân tích trong video. Tổng bí thư qua đời, Đại tướng Tô Lâm là ứng viên kế nhiệm hàng đầu. Giáo sư Alexander M. Vu Vinh tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Nhiên K. Inu đánh giá rằng Đại tướng Tô Lâm đang đứng trước cơ hội lớn nhất để kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. David Hood, nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về Nghiên cứu Châu Á CEIAS đã có chung nhận định. Đại tướng Tô Lâm dường như là một sự thay thế. Ông Phạm Minh Chính không thể vừa làm Thủ tướng vừa làm Tổng bí thư được. Vì vậy ông Tô Lâm sẽ có thêm 16 tháng tới để giành lợi thế trước đại hội đảng lần thứ 14. Nhưng từ giờ tới đó nhiều diễn biến có thể xảy ra và ai cũng có quân bài tù. Điều này còn phụ thuộc vào việc ông Tô Lâm có thể giữ đủ đồng minh hay không, tôi cũng không muốn nhắc lại là đã từng có những suy nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thua ông Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc tranh đua quyền lực vào năm 2016. Chủ tịch nước kiêm nhiệm Tổng Bí thư, vào ngày 18 tháng 7 khi ra thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã phân công Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm quyền hạn được bộ chính trị quy định, trong khi đó chủ trì các công việc của đảng vốn là quyền hạn của tổng bí thư. Giáo sư Zachary Abuja từ trường National War College thuộc Đại học National Defense Mỹ nhận định, thông báo ngày 18 tháng 7 là một cách nói nhằm xác nhận hoặc hợp thức hóa việc ông Tô Lâm giữ các chức năng của tổng bí thư trong thời gian còn lại trước Đại hội 14 vào tháng 1 năm 2026. Trên thực tế thì ông Tô Lâm sẽ đóng vai trò như quyền tổng bí thư trong thời gian còn lại của khóa 13 hướng tới đại hội 14. Việc thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng giúp củng cố sức mạnh của ông Tô Lâm, thế nên đại tướng đang ở trong một vị trí rất mạnh để kế nhiệm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lâu dài. Trong khoảng thời gian từ nay tới đại hội 14, có thể thấy ông Tô Lâm sẽ vừa đảm nhiệm chức vụ tổng bí thư, vừa kiêm chủ tịch nước. Điều này trao cho ông Tô Lâm quyền lực rất to lớn. Tôi nghĩ thông báo của bộ chính trị gần như cho thấy sự đồng thuận về việc ông Tô Lâm sẽ chính thức trở thành Tổng Bí thư vào đại hội 14 và họ chỉ đang đẩy nhanh quy trình này trong thời kỳ xảy ra bất ổn chính trị chưa từng có, khi mà ông Tô Lâm đang tìm kiếm quyền lực. Ta có thể thấy 44% ủy viên bộ chính trị được bầu vào tháng 1 năm 2021 đã bị loại. Thách thức nào cho ông Tô Lâm? Chủ tịch nước và thủ tướng Phạm Minh Chính là hai người đã làm chọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị và đang trong nhiệm kỳ thứ hai. Theo quy định 214 của Bộ Chính trị, tính tới thời điểm hiện tại chỉ có Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đủ tiêu chuẩn để đảm đương trước Tổng Bí Thư do đã làm ít nhất chọn một nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị. Ông David Brown, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam cho biết, hiện chỉ còn có một người có khả năng chạy đua với ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cả ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đều có thời gian công tác đáng kể trong Bộ Công an. Ông Phạm Minh Chính đã rời Bộ Công an để làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh và sau đó giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5 năm 2021. Trong khi đó ông Tô Lâm là Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2010 đến 2016, rồi làm Bộ trưởng cho tới khi được bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 5 năm 2024. Tới thời điểm Đại hội 14, thường trực ban bí thư Lương Cường cũng đã làm chọn một nhiệm kỳ bộ chính trị, tức thỏa mãn quy định 214 cho chức danh Tổng Bí Thư. Theo thông lệ, Tổng Bí Thư là người đã hoàn thành một nhiệm kỳ trong tứ trụ hoặc thường trực ban Bí Thư. Tới thời điểm Đại hội 14, chỉ có ông Phạm Minh Chính đáp ứng tiêu chí này, ông Tô Lâm mới vào tứ trụ giữa kỳ. Nhưng có lẽ trong bối cảnh thiếu người như hiện nay, các thông lệ có thể sẽ được bỏ qua. Quy định 214 còn nêu trường hợp đặc biệt cho chức danh Tổng Bí Thư có thể hiểu là dành cho ứng viên thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp này sẽ do Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định. Khi vấn đề đưa ra Ban chấp hành Trung ương, nghĩa là cần có sự đồng thuận của khoảng 180 ủy viên Trung ương Đảng. Đây sẽ là một thách thức lớn, đòi hỏi ứng viên phải có uy tín để nhận được sự tín nhiệm của số đồng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Điều 26 quyết định số 244 QĐTW ngày 9 tháng 6 năm 2014 quy định quy trình bầu Tổng Bí Thư như sau. 1. Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương do đồng chí Tổng Bí Thư khóa trước, tái cử hoặc không tái cử triệu tập khai bạc và chủ trì cho đến khi bầu xong đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch báo cáo về yêu cầu tiêu chuẩn Tổng Bí Thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí Thư được Ban chấp hành Trung ương khóa trước giới thiệu, ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới, kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí Thư của Đại hội để hội nghị tham khảo. 2 họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử đề cử. 3. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét quyết định, lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị nếu cần. 4. Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử. 5. Bầu cử kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. Can Thayer, Giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales nhận định về diễn biến sắp tới. Tổng bí thư hoặc người đang giữ quyền tổng bí thư phải đề cử người kế nhiệm. Tình hình hiện tại không rõ ràng. Giáo sư Cathayer đánh giá ông Tô Lâm sẽ phải học nhiều để có kinh nghiệm nếu trở thành tổng bí thư. Ở Úc, chúng tôi có câu nói rằng ông ấy phải gắn biển số xe tập lái để cảnh báo mọi người rằng đây là một công việc mới và hãy tránh sao mấy. Ở vị trí bộ trưởng công an... Ông Tô Lâm có quyền lực trực tiếp, ông không cần phải kêu gọi sự đồng thuận. Ông Nguyễn Phú Trọng từng giữ chức chủ tịch quốc hội và từng phải thông qua luật với 500 đại biểu quốc hội, tức phải tìm sự đồng thuận. Còn ông Tô Lâm, đây là nhiệm kỳ thứ ba của ông ấy trong Trung ương Đảng và là nhiệm kỳ thứ hai trong Bộ Chính trị. Ông ấy sẽ là một phần của quy tắc hoạt động của Bộ Chính trị, một thuật ngữ khoa học chính trị về xây dựng sự đồng thuận và lãnh đạo tập thể, và đó sẽ làm mạch đất mới đối với ông Tô Lâm. Đó là công tác xây dựng sự đồng thuận mà ông ấy phải học hỏi. Bởi vì hồi còn làm bộ trưởng công an, ông ấy chỉ việc bàn mệnh lệnh xuống. Nhưng bây giờ ông Tô Lâm phải hoạt động như một phần của tập thể. Ông ấy đã và đang trong một tập thể đó. Nhưng trước khi làm chủ tịch nước thì chưa từng ở trong tứ trụ. Vì vậy đây sẽ là một bài học kinh nghiệm cho ông Tô Lâm trong thời gian một năm tới. Sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời, hồi tháng 9 năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm hai chức vụ là Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước cho đến Đại hội 13 hồi đầu năm 2021, nhận định về khả năng ông Tô Lâm có thể kiêm hai chức vụ này sau Đại hội 14. Giáo sư Zachary Abuja cho biết đây cũng là một khả năng. Nhìn sang trường hợp Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Tập Cận Bình vừa là Tổng Bí Thư, vừa là Chủ tịch nước, đại diện hình ảnh Trung Quốc trên chính trường quốc tế, và tôi cho rằng Tô Lâm có thể sẽ làm điều tương tự. Ông Tô Lâm dường như yêu thích các chuyến công du quốc tế, ông mới đi Campuchia, Lào và được cho là sẽ đi Trung Quốc trong thời gian tới. Giáo sư Zachary Abuja cho rằng, nếu là Tổng bí thư, ông Tô Lâm sẽ là một nhà lãnh đạo mang tính thực dụng vì với xuất thân trong ngành công an, ông không phải là một nhà tư tưởng cộng sản và sẽ nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam để duy trì tính chính danh của đảng cộng sản cho người dân. Về phần mình, giáo sư Alexander L. Vu Vinh cùng chung quan điểm khi cho rằng ông Tô Lâm là người theo chủ nghĩa thực dụng. Ông Nguyễn Phú Trọng là một nhà tư tưởng cộng sản, kiên định đối với các nguyên tắc đề ra, không giống ông Trọng, ông Tô Lâm là một người theo chủ nghĩa thực dụng. Ông Tô Lâm sẽ tiếp tục chiến dịch đốt lò nếu điều đó trao cho mấy một công cụ chính trị uy quyền hơn. Ông Tô Lâm sẽ tiếp tục ngoại giao cây tre cho đến khi nào bối cảnh quốc tế mang đến lý do thuyết phục khiến ông thay đổi cách tiếp cận đó. Phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên của ông Tô Lâm, nó giúp củng cố quyền lực, giới đầu tư có thể đặt cược vào giới lãnh đạo coi lĩnh vực doanh nghiệp là ưu tiên. Trên đây là lý do đại tướng Tô Lâm là ứng viên kế nhiệm số 1 trong bối cảnh hiện nay khi mà tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBiz. Xin chào và hẹn gặp lại.